em nhớ vòng tay, hay là anh sang nhà em để ôm em cái nhà, nhìn em thôi rồi anh đi về ngay. Mình yêu nhau đã bao lâu, giờ anh muốn nắm đôi bàn tay cùng em đi chơi khắp thế giới, tới những nơi ta xem ở phim. Nào em thích đi Hàn Quốc hay là sang Nhật Bản, cầm tay anh đi thật xa nơi này thôi. Nào ta cùng đi lên tàu bay đến nơi, ta cầm tay uống bia ta cùng say, ta sẽ nghe chung bài nhạc thật hay, mình cùng nhau đi ăn mì cay, tay cầm tay ta đi cầu may, rồi chọn ngày ta về cưới nhau. Dù mai sau em ra đi, anh vẫn sẽ yêu em và baby, anh sẽ không để em mướt mi, cho dù chỉ là những chuyện li ti, sẽ không bao giờ đâu, cả cuộc đời chỉ luôn một câu, rằng em ơi, anh chỉ yêu em. Ê em ơi ra đây anh bảo đây, nếu anh làm sai không được giận lâu đây, nếu ra ngoài kia ai nó tán thì em cứ đánh ngay vào chỗ ấy cho anh. Mai đây anh sẽ phải đi công tác xa, em yêu anh cứ nuôi con và ở nhà, chờ anh về rồi anh mua quà em nha. Mình yêu nhau đã bao lâu, giờ anh muốn nắm đôi bàn tay cùng em đi chơi khắp thế giới, tới những nơi ta xem ở phim. Nào em thích đi Hàn Quốc hay là sang Nhật Bản, cầm tay anh đi thật xa nơi này thôi. Nào ta cùng đi lên tàu bay đến nơi, ta cầm tay uống bia ta cùng say, ta sẽ nghe chung bài nhạc thật hay, mình cùng nhau đi ăn mì cay, tay cầm tay ta đi cầu may, rồi chọn ngày ta về cưới nhau. Dù mai sau em ra đi, anh vẫn sẽ yêu em và baby, anh sẽ không để em mướt mi, cho dù chỉ là những chuyện li ti, sẽ không bao giờ đâu, cả cuộc đời chỉ luôn một câu, rằng em ơi, anh chỉ yêu em.